Sốc lên vậy sao kiểu nổi. Mày đứng lên, mày đứng lên đi, không tao sốc nè. Thấy chưa, thấy chưa, sốc vậy sao chịu nổi đạt. Làm sao chịu nổi, mày phải hiểu cho những người đàn ông chứ. Ê Đạt. Sao anh? Ngày xưa giờ em có nghe nhạc của anh Trúc Nhân không? Có chứ, hồi đó em hay nghe bài 4 chữ lắm của anh Trúc Nhân lắm á. À, cái bài mà yêu lắm mà thương lắm mà chưa tắm mà hôi lắm mà hôi gừng, hôi gừng. Không phải. Nói chứ bây giờ anh Trúc Nhân mới ra cái bài Có Không Giữ Mất Đừng Tìm hay lắm anh. Ủa anh chưa coi, mở cho anh coi đi. Ok, để mở cho. Đầm đỏ hả? Anh đố em chứ đầm đỏ là chứng tỏ gì nè? Đầm đỏ chứng tỏ mặc áo màu đỏ. Má tôi tức ghê. Vậy tao hỏi miệng chi? Quỷ điên. Đầm đỏ là chứng tỏ miêu lê ấy bà. Trời ơi, yếu thiệt. Mày ông Trúc Nhân kìa. Ừ, phải rồi em. Ôi, cái ông này không phải ông Trúc Nhân đâu. Trúc Nhân chứ ai trời. Trời ơi, làm sao mà anh Trúc Nhân được. Bình thường nha, nếu như mà anh Trúc Nhân là nhỏ mà hả, đi trước mà ổng làm gạt giò đó. Cái nết là ổng biết. Ủa cái đó gì vậy Đạt? Chùm chìa khóa nè. Chùm chìa khóa là giàu lắm. Vậy anh đố em chứ anh Trúc Nhân là trong MV này làm nghề gì? Đầu bếp trưởng em. Sao tự nhiên đâu có trưởng? Thì anh không thấy cái áo của anh lắm lem vô ăn hả? Vô ăn màu gì? Màu vàng. Nó đó. Trời ơi, chưa? Lấy cái ra chưa? Không lấy, không lấy, không lấy. Ok, ok. Sợ mẹ đó Đạt. Hôm nay em không cần phải nói nữa. Hả? Tôi xin phép. Ủa lên đây chi rồi bỏ về ta? Chắc là quên đồ á. Không, nếu mà gấp vậy là chỉ có quên trả tiền. Nếu mà gấp vậy chỉ có quên trả tiền thôi, thề em cầu. Anh nghĩ là kiểu người yêu cũ á, lâu lâu không giật nhau nên là giờ muốn giật luôn. Cảm giác lạ đúng không? Đúng rồi. Trời đất ơi, cúi xuống vậy là làm gì nè? Cột gì vậy á? Má tính tiền ơi, cúi xuống vậy là còn hôn ba ơi. Ừ, rồi để coi làm gì nè, mày cãi tao không? Đúng rồi, thật ra giờ mà cột dây dài thì chắc tao xỉu. Em nghĩ cột dây dài tao khóa cửa ba ơi. Thiệt luôn, mình dừng ở cái đoạn đẹp quá. Bất ngờ em nói chia tay. Không, em biết có cái bất ngờ hơn là cái chuyện em nói chia tay là cái chuyện bất ngờ hơn là cái gì không? Là gì ạ? Bất ngờ hơn là đóng cửa lại, khóa cửa lại, xong rồi đứng trong lòng kiến hát, bà kia đâu nghe đâu. Kiến cắt âm ba. Dù lúc tôi đang yêu em đắm say. Thấy không? Bà đứng vậy nè, bà kiểu đâu có nghe gì đâu. Nói uổng quỷ nè. Thì anh mới làm cái ngôn ngữ cơ thể đó, anh à. Lắc qua lắc lại. Dạ. Đó. Làm như anh ta tưởng bị khùng. Thí dụ mà tự nhiên trong lòng kiến mà tự nhiên em về nè. Ai hiểu gì đâu. Và thế rồi em mất tâm hơi. Vậy anh đố em nè. Chị Miu Lê chị cắt kiến để làm gì? Để chị chui qua. Trời ơi, MV người ta ẩn dụ lắm ba, chị cắt kiến là chị bị cần thị. Không, ừ, chị làm bên mắt kiến Sài Gòn nữa em. Hết hôm nay em nhắn cho tôi rồi nhá. Ơi cái này giống chạy trong mấy phim hoạt hình nữa ha. Đúng rồi, đúng rồi, nghi trang luôn em. Không biết ngoài đời chạy nợ có giống vậy. Anh đây đâu? Anh không khóa khỏi tôi đâu. Em yêu anh đến vậy hả? Làm đi. Bất chấp nguy hiểm rượt cho anh cho bằng được. Anh cảm động quá. Không anh, trả em 1.7 triệu. 1.7 triệu gì? 1.7 triệu em bữa anh mượn em ăn đám cưới vào bạn gái cũ của anh đó. Này nợ tình rồi nè. Trời, mang tâm lý nó mới chạy, nó phải giật gì gì vậy đó. À. Thế quái nào em không. Ảnh vừa mới bẻ cua luôn. Coi lại. Thế quái nào em không để tôi. Đó, còn giờ mà hả mình tu đi tu lại hoài đó là anh chóng mặt, là anh bẻ cổ hàng mình luôn. Chứ không phải bẻ cua không đâu. Thật ra tôi nghe nói xa xăm.
cái máy bắn tiền đó là gì vậy? Trời ơi, mấy bà nữ đẹp quá trời, mày không nhìn, mày nhìn máy bắn tiền. Thằng ham tiền. Nhận cũng có nhiều súng lắm, để lát anh bắn vô đầu mày thử. Bên này em sống không vui nên em mới quay về thăm. Nè nha, chứng tỏ là ảnh bắn tiền là ảnh rất giàu, mà có nhiều cô gái đeo đuổi xung quanh nữa, đúng không? Nè, đúng đó, đang thể hiện hình ảnh nè. Đó, nhưng người giàu cỡ nào thì cũng sợ ướt giày mà thôi. Đi xuống hồ ơi là phải gỡ giày ra. Không, tiền cho lắm tắm cũng ở chuồng. Tiền cho lắm tắm cũng bỏ giày. Ok. Ê, mang giày lẹ mày. Mang giày vô rồi nè. Nó tính là người ta gớt xuống hồ bơi, không xuống cứu. Đứng trên hát. Khó chịu chứ. Sao anh khó chịu quá, làm MV phải. Nhưng mà phải cứu người. Mày vừa cứu mày vừa hát cũng được vậy. Mà anh để ý nè, anh chết bắn pháo bông. Giống như mà, giống như là bà người cũ mà gớt gớt nước làm vui lắm. Sao đi lẹ vậy? Hồi nãy là chỉ bơi sải hả ta? Hay là bơi bướm? Không, anh không nói về chuyện bơi mà anh nói về chúng ta. Chứ giờ chỉ bơi kiểu gì thì chị cũng lên là anh ta đi mất tiêu rồi. Nếu mà chị bơi sải là chị chỉ sẽ kịp nhìn đối thủ rồi. Tại chị cứ bơi ếch á. Đó. Bởi vậy các bạn à, nếu mà sau này các bạn kiểu dí người yêu ở trên bờ thì các bạn nên bơi sải chứ đừng bơi bơi bướm bơi ếch đâu nha. Những cái tư thế bơi mà kiểu ập mặt á, không thấy được mục tiêu ở đâu là đi mất. Thế mới là ảo ảnh chứ. Không, gương mặt rất là đánh đá nha, rất là chút nhàn nha, chút nhân ơi. Ôi là tự nhiên đi ra đây là nhảy luôn. Anh mới thấy gì vậy? Bự nha. Rất bự nha. Mà sao có thể bự nhanh vậy ta? Bình thường anh đánh là cũng thấy lép lắm. Không biết luôn á. Chỗ này trên mạng đâu có hay có bán mấy miếng độn đâu đó. Có ông ta coi chừng. Có, quay MV đầu tư vậy không lẽ không đầu tư được hai miếng độn mông. Bố mày nhọt với mày đấy à. Ủa alo. Ủa chị làm gì anh? À, nãy chị bơi xong giờ chị phơi. Chị phơi cho khô ấy. Giống như là em giặt đồ xong thì em cũng phải phơi đúng không? Nhưng mà giờ làm sao không thể về nhà giặt đồ được. Giờ phải phơi trên cầu thang luôn. Đó, tại cầu thang này cũng mát. Kiểu cầu thang ngoài trời á mà. Ủa này em MV kinh dị hả? Trời ơi. Hơi sợ nha. Ôi, gì vậy? Quên sạch rồi em ơi. Ê, cái này sợ hơn nè, em biết sao không? Sao thí dụ mà em vô toilet mà tự nhiên có ông đàn ông nào vô toilet xong nhìn em sợ không? Sợ. Nếu là em sẽ sợ. Ừ, đó. Anh sợ không? Sợ chứ mày, tự nhiên vô toilet mạnh ai nói làm đi tui. Vô toilet gỡm gì? Thí dụ em đi toilet cái tự nhiên có không? Phải không Đạt? Hồi nãy quầy kia mới gặp chim kia phơi trên chảnh. À, đó. À là giả dạng. Thấy không? Vô toilet dòm người ta là tôi biết ngay là mặt quần hồng. Chỉ có như thế thôi. Nhưng mà nãy ai chói cái anh đó lại anh? Thì anh Trúc Nhân đó. Ủa, ừ, biết sao chói không? Sao vậy? Tại dòm xong mà không làm gì hết. Ghét chói là. Ê nhưng mà trượt cầu thang này là nguy hiểm lắm nha. Đó, em tưởng tượng mà anh Trúc Nhân anh ảnh xuống cái xe này mày trễ một nhịp thôi là bay ra cửa sổ rồi. Cửa trước mặt liền. Thấy chưa, bay ra khỏi cái cửa luôn, thấy chưa. Tu cà na liền, nhảy xuống trễ một nhịp thôi là đi liền. Không đều nha. Không đều nha má. À coi lại đi. Chính xác. Nè đó, người thì chỉ mặt lên trời, người để cái đầu ngang, người thì nhìn quéo hơn sao đó. Anh chúc gì anh điển qua bên. Ừ đó, đâu có điều.
cái tay gạt xuống đều thôi, nhưng mà cái đầu cũng đều nè, ai cũng ngửa đầu lên, có ông chưa ngửa xong nữa. Em biết sao nãy hát rồi, có không giữ mất đường tiền không? Sao vậy? Nè em coi lại, có chi tiết đàng hoàng, mình phải xem hình ảnh. Bây giờ người ta nói ăn cắp trộm nhiều lắm. Nè, anh mới đá cái xe văng ra đâu, văng ra là bị ăn cắp liền. Không giữ là mất không? Sao tìm kịp. Ừ, nó ăn trộm ghê lắm em. Đó, mất tiêu liền. Nè, để coi nè, coi còn cái cây lau nhà không nha. Thấy chưa? Trời, thấy chuyển cảnh ghê. Cái xe còn nguyên mà mấy ông lau công mất hết trơn. Giờ là vui hay buồn? À, vậy là phải lau hết nguyên cái hầm xe này một mình rồi. Đố em tại sao anh chỉ nhúng một lần? Tại vì anh thích nhúng lần thôi. Không, nếu mà anh nhúng lần nữa là anh mất nguyên là bộ đồ này luôn. Đó, chợ trùng nha. Ừ, xui nha. Biến cảnh đó luôn. Ừ, đó. Nãy là lớp đồ màu xanh đó là lớp ở ngoài, đây là lớp ở trong nè. Nếu mà làm lần nữa là mất tiêu đó. Đứng đẹp đẹp hơn miếng nha. Làm cái nữa chắc còn lớp da. Bếp người ta mà nhúng vô trời. Nãy nói y chang đầu bếp. Ờ. Trời ơi. Đúng rồi, tại bếp người ta đâu phải muốn vô thì vô đâu, đúng rồi, không? Đúng rồi. Chỉ có thể làm đầu bếp mới vô đây được không? Hay quá đất ơi. Ủa, cái dầu ăn văng lên trên đầu anh nhúng kêu luôn. Nhúng cái dầu ăn. Bốn khó chịu. À, nhớt lắm nha. Kiểu giống như là gặp người yêu mới đi. Em yêu. Em hử cái đầu anh cái dầu Trường An không? Khó chịu à. Là em chẳng phải đồ. Ủa chỉ ở bên SEA Games em, sao đồ gì chỉ cũng có vậy, bơi lặn vậy, bắn cung. Màu đỏ chứng tỏ mình. Ừ, à, màu đỏ chứng tỏ SEA Games. Anh rớt gì nguy hiểm quá anh, có khi nào bị cháy tóc không ta? Ủa, rớt người ta sợ gãy tay gãy chân, mình sợ cháy tóc đạt. Tại tóc nãy anh dính vào ăn luôn. Sao cháy cái đầu. Anh đầu hàng anh ơi. Tại giờ mới có một tay đầu hàng gì má. Giờ mới có một tay là phát biểu thôi nha. Rồi đó, xin phát biểu. Hồi xưa có đi học không? Có đi học là người ta giơ tay phát biểu thôi. Anh nói gì anh nói đại đi chứ anh giơ tay hoài mà anh không chịu nói. Không phải tại vì đông quá chứ, khi muốn nói là phải giơ lên để cảm nhận coi xung quanh nó như thế nào trước á. Rồi ai cũng dơ rồi ai nói. Em coi tiếp đi. Gì là chị dẫn dí. Tới luôn rồi. Tới luôn rồi. Tới chuyện thật chứ. Ủa nhưng mà hồi nãy kiểu giống như là em thấy nãy chị đâu có đứng ở gần đây đâu. Chị len lỏi vô hồi nào vậy ta? Mình soi lại coi. Ừ. Nè đâu có chị đâu. Đúng rồi. Em biết rồi. Sao? Có khi nào chỉ chui ở dưới cái bánh kem màu đỏ nãy chị lên không? Đúng rồi, hay quá Đạt ơi. Đúng rồi, đó. Cái bánh kem màu đỏ. Tại sao cái bánh kem màu đỏ, đúng không? Nãy là đặt là bánh kem màu xanh. Lúc mà anh đặt cái bàn là bánh kem màu xanh mà. Đó, là cho chung cái bàn. Tự nhiên, rồi, chị trốn trong cái bánh kem rồi. Trời, ghê chưa. Nếu mà chị trốn trong cái bánh xe là ở ngoài đường rồi. Chứ bánh kem ở trên bàn thì đó hợp lý thì mới đừng tìm. Trời. Vậy là xui hay hơn? Xui ra. Sao vậy? Tại vì bị bắt rồi. Xui. À đúng rồi. Không, nhiều khi hơn nha. Tại nếu mà hai cái cửa không khép lại là cái giày vô mặt. Đúng không? Vậy là hơn nha. Đúng. Có hên có xui. Em có làm gì anh đâu mà anh chạy dữ vậy? Ghê vậy trời. Giờ mới làm gì nè. Hồi nãy là chưa làm gì đâu mà giờ mới làm gì nè. Trời ơi. Sốc lên vậy sao kiểu nổi. Mày đứng lên đi, không tao sốc nè. Thấy chưa sốc vậy sao chịu nổi đạt. Không chịu nổi thiệt. Ừ, làm sao chịu nổi. Mày phải hiểu cho những người đàn ông chứ. Các bạn nói là hết. Chịu nổi mà đâu có gì đâu. Tao lấy đồ trong quần. Hai năm mình nghĩ sao quá. Anh cầm nhầm chìa khóa xe của em. Quê. Ôi con sông quê, con sông quê. Ủa
Người ta mời đám cưới mà làm gì nãy giờ làm rần rần giống như là muốn bỏ người ta vậy á. Nhưng mà nãy giờ biến tới biến lui, biến xuôi biến ngược. Ờ, làm quá giờ rất làm trời thần luôn lắm, giống như là người ta cần không? Anh ta đâu cần đâu. Bạn ấy cũ mày mới mời tiệc cưới tao kìa. Giọng anh xin. Giọng anh xin. Nó mời mày chưa? Trời ơi, chồng nó tặng nó cái xe làm quà cưới, mắc mặt cái nhà chứ nhiêu. Ủa, mà xưa mày kể tao là mày bỏ nó hay nó bỏ mày ta? Mê ghê. Bao quên. Tưởng sao quê quá là chứ không có gì. Quê quá là thôi chứ cũng phải gì. Xuất sắc, xuất sắc. Đúng gà. Bài này cũng có thể có một tên khác nữa. Tên gì anh? Có quê thì mới có la. Làm quá trời nó quá đất làm chi vậy trời. Ừ, nãy giờ mình tưởng là giống như là bỏ cô này hay sao đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nhé. Và ngoài ra thì hãy chạy qua MV của anh Trúc Nhân để comment phần Chris with Love các bạn nhé. Và bây giờ mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành.